Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến, nên người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Khi loan báo tin mừng cứu độ ở Galilee, Chúa Giêsu đã chữa bệnh, làm phép lạ và rao giảng khiến cho nhiều người tin theo. Dân chúng thi nhau đến nghe Chúa giảng và xin Chúa chữa bệnh. Kẻ lui người tới đông đến nỗi thầy trò Đức Giêsu không có thời gian để ăn uống. Lúc này, danh tiếng của Chúa Giêsu đã lan rộng khắp miền Galilee và vùng lân cận. Sự nổi tiếng của Chúa lan rộng về tận làng quê Nazareth, đến nỗi người thân của Chúa vượt qua một quãng đường dài đến để gặp Chúa. Họ đến gặp Chúa không phải vì muốn được chứng kiến phép lạ, được nghe Chúa giảng, mà để bắt Chúa về nhà, bởi vì họ cho rằng Chúa bị mất trí. Chúa là Thiên Chúa, là đấng khôn ngoan, đấng toàn năng, làm sao mất trí được? Tuy nhiên, những lời nói và hành động của Chúa khiến cho người thân không hiểu. Họ không thể hiểu một thanh niên đang tuổi lao động mà suốt ngày lang thang nay đây mai đó lại còn kéo theo đám học trò. Họ không hiểu tại sao Đức Giêsu lại xưng mình là con Thiên Chúa. Họ không hiểu tại sao Chúa lại có thể làm được nhiều phép lạ. Họ không hiểu tại sao Chúa lại có thể tha tội. Họ không biết rằng Chúa đang thi hành thánh ý của Chúa Cha. Chúa đang loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Chúa đang cứu giúp những người đau khổ. Chúa đang lắng nghe những tâm hồn buồn sầu. Chúa dành toàn bộ thời gian, sức khỏe, tài năng để phục vụ dân chúng. Sự đón tiếp của Chúa dành cho dân chúng khiến cho người thân cho rằng Chúa bị mất trí. Nhìn vào đời sống của người Kitô hữu, có khi chúng ta phải chấp nhận những thiệt thòi, chấp nhận sự dị nghị, đố kỵ vì sống theo sự đòi hỏi của tin mừng. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống cho sự thật, bênh vực sự thật và bảo vệ sự thật. Vì sống theo lẽ phải, sống cho sự thật, nên chúng ta bị người khác loại trừ, bị ghét bỏ, bị lên án. Nên chúng ta can đảm dấn thân sống theo ý muốn của Thiên Chúa mà bị người đời trách móc, lên án, thì chúng ta thật có phúc. Vì như lời Chúa dạy trong bài giảng trên núi, phúc cho anh em bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Như thế, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta noi gương Chúa Giêsu, can đảm thực thi ý muốn của Thiên Chúa, dù có phải đối diện với sự ghét bỏ và lên án của người thân và tha nhân. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết can đảm thực thi ý muốn của Chúa trong đời sống chúng con. Xin cho chúng con dám hiến tế đời mình để phục vụ Chúa trong mọi người một cách vô vị lợi. Amen.